quá y. U trời ơi, dính tùm lum hết trơn rồi nè. Đây nè. Ý, cô mới về hả? Dạ. Chị, má với mọi người đi đâu hết rồi? À, má đi chùa hồi sớm rồi. Còn anh Phát với chú Đạt thì trên nhà máy. Có mình chị với ba ở nhà. Chị, chị đưa trái mà ẩm cho. À, rồi, con qua cô Út ẩm nha. Qua đây. Ủa mà có chuyện gì mà sao cô Út đi có mấy ngày mà đã về rồi? Ủa? Cô Út? Cô Út về hồi nào vậy? Dạ, em mới về hả chị? Ủa? Sao cô Út mới đi có mấy ngày mà về sớm vậy? Chị hai, chị ba. Sẵn mọi người không có ở nhà. Em có chuyện này muốn nhờ hai chị giúp đỡ. Chuyện gì vậy cô Út? Cô Út cứ nói đi. Có gì thì cả hai chị đi giúp cô Út được mà. Bây giờ em đang cần gấp một số tiền, nhưng mà em không thể hỏi xin má được. Vì vậy em nhờ hai chị giúp đỡ. Hai chị có tiền thì cho em mượn, em sẽ trả lại. Tiền hả? Chị giữ tiền nè. Nhưng mà má quản lý hết rồi cô Út ơi. Chị không thể nào mà lấy đưa cô Út mượn được hết. Không phải. Ý em là tiền riêng của hai chị á. Tiền riêng? Làm gì mà chị có tiền riêng? Chị có vài ngàn thôi à. Vậy hai chị cho em mượn vàng đi. Em mượn tạm rồi em sẽ trả y như vậy. Chị có phân vàng nào đâu. Chị có nè, chị có. Thiệt hả chị? Ừ. Nhưng mà chị không dám đưa cho cô Út đâu. Lỡ má mà hỏi thì chết luôn á. Biết lấy đâu ra đưa cho má coi. Đó chỉ là hiện tại thôi mà. Còn nếu mổ mà không hết, phải xạ trị, còn tốn nhiều hơn nữa kìa. Má anh mà có chuyện gì, chắc anh không sống nổi đâu. Bộ mày điên rồi hả? Mày tưởng cái nhà này làm ra tiền không đổ mồ hôi sao? Nó là cái gì của mày mà bây giờ mày lo tới má của nó nữa? Anh ấy là người yêu của con. Cái gì? Mày nói cái gì mà nói lại tao nghe coi. Má ơi, con yêu người đó. Con thật lòng yêu người đó. Con không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Má người đó chết mà không có tiền chữa trị. Má giúp con đi má. À, thì ra lâu nay tiền tiêu xài của mày tăng vọt lên là vì thằng đó. Tao đã nghi ngờ rồi. Trời ơi là con. Sao con khờ dữ vậy? Con bị người ta lợi dụng mà con không biết sao? Má ơi, anh tốt với con lắm. Anh ấy thương con nữa. Hiện tại thì hoàn cảnh của anh đang khó khăn. Má căn dặn lâu rồi, khi đem làm ưng ai á thì phải nhìn vô nhà người đó, coi nó có tương xứng với nhà mình hay không. Tại sao con không chịu nghe lời má? Nhà của ảnh nghèo, nhưng mà bản thân của ảnh thì rất có tài. Con rất tin rồi đến một ngày nào đó anh sẽ tạo dựng được một cuộc sống đầy đủ. Tới lúc đó hãy nói. Bây giờ trước mắt bây giờ nè. Rồi sao? Tao đã gánh nó, rồi bây giờ còn gánh thêm má nó nữa. Làm sao? Nè con ơi, không có đâu. Má có tiền, nhưng má không có điền. Ha? Má, con chỉ xin má cho con mượn tạm thôi mà. Chắc chắn anh ấy sẽ trả lại cho má. Má không muốn nghe con nhắc một chút nào về cái thằng đó hết. Ngay bữa nay nè, à không, ngay từ bây giờ nè, con phải cắt đứt ngay quan hệ với thằng đó. Và má không cho con lên Sài Gòn học nữa. Má, nhưng mà con còn đi học nữa. Dẹp, không học hành gì nữa hết. Má. Cô, cháu em ngủ rồi hả chị? Cháu nó ngủ rồi. Chị ngồi đây với em một chút được không? Được chứ.
Cái gì mà nắm áo nắm quần vậy? Tại sao mày không phải là con của tao? Hả? Hay thằng khốn nạn kia? Mày có biết mày là cái gai nhức nhối trong mắt tao không? Hả mày? Khóc cái gì mà khóc? Cái gì vậy? Ê, thằng Lộc thức hả con? Dạ. Dạ má. Bao nhiêu chuyện bực mình vậy đó. Nhưng mà hãy thấy nhỏ là tao quên hết à. Nghĩ thường quá. Nó giống thằng anh hai mà như đúc à. Không khác một chút nữa. Dạ. À, nè Mỹ. Dạ. Con coi bữa nào rảnh rảnh á, con chở má lên thầy bãi bữa coi. Ủa mà mới đi nhà thầy bãi chi vậy má? Để má coi ngày làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, chính thức nhận con Diệu làm con dâu. Dù gì á thì nó cũng sanh cho má thằng cháu nội vàng ngọc này đây nè. Dạ. Vậy bữa nào mà muốn đi á, rồi con chở má đi. Rồi. Đây, lại đây nội con. Qua nội nha con. Con đi pha sữa hả? Dạ. Ừ, con đi pha sữa đi. Dạ, để con ra sau lấy để sữa. Để má coi. Dạ. Ừ. Cháu ơi, cháu nội cưng à. Ghét quá trời đi vậy ơi. Ồ, 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 nè, 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 nội. Rồi, rồi, rồi. Tí ba đi pha sữa cho con nghe. Chị nói điều này có khi cô Út không hài lòng. Nhưng mà chị cứ nói đi, em nghe mà, không sao đâu. Cô Út, nãy giờ những gì cô Út kể, chị có cảm giác người đàn ông ấy không có thương cô Út thiệt lòng. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Nếu thật lòng yêu thương một người nào đó, người ta luôn muốn mang đến cho người mình thương những điều tốt đẹp nhất. Anh ấy cũng như vậy mà. Anh ấy đã đem đến cho em những giây phút thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng lại bắt cô Út mang lại trách nhiệm. Anh ấy vẫn biết chứ, là cô Út vẫn còn đang đi học, chưa làm gì ra tiền. Sao lại để cô Út lo toan mọi thứ như vậy? Chị đừng có hiểu lầm rồi nghĩ xấu cho anh ấy. Anh ấy chưa hề xin xỏ hay đòi hỏi ở em bất cứ một thứ gì. Tất cả đều là do em tự nguyện. Chị không được ăn học nhiều, nên chị không biết diễn tả thế nào cho cô Út hiểu. Nhưng với cảm giác của một người đàn bà, cho chị biết là người đàn ông đó không thật lòng, cô Út nên cảnh giác đi. Má em không thông cảm thì đã đành. Đến bây giờ tới chị mà cũng không thông cảm cho ảnh được hả? Đáng lẽ ra chị phải binh vực cho người đàn ông đó, vì chị cùng giai cấp. Nhưng chính vì cùng giai cấp nên chị hiểu lắm cô Út. Con người ta có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà lòng tự trọng thì không thể nghèo được. Nếu là một người đàn ông có tự trọng thì anh ta sẽ không sống bám vô cô Út, sẽ không bắt cô Út phải lo toan mọi thứ cho anh ta như vậy đâu. Chị không hiểu cái gì hết. Chị không hiểu cái gì hết á. Em không nói với chị nữa. Em ghét chị lắm. Cô Út. Cô Út. Mật. Chị biết là cô Út không thích nghe những lời đó. Nhưng mà chị thương cô Út quá à. Biết phải làm sao bây giờ? Cô Út. Chị ba. Thấy cô Út như vậy, chị ba thương quá à. Nhưng mà chị không biết làm sao để giúp cô Út nữa. Chị đừng có ngại, em hiểu mà. Rồi cô Út tính làm sao? Định bỏ học luôn hả? Em học hành vất vả bao nhiêu năm, bây giờ lại gần sắp ra trường rồi, làm sao mà bỏ được hả chị? À, hay là chị tính như vậy nè cô Út. Trước mắt á, cô Út cứ xin lỗi má. Chị hứa với má là sẽ cắt đứt quan hệ với người đó cho má vui lòng. Nhưng mà có làm như vậy á thì má mới đồng ý cho cô Út đi học tiếp. Trong thời gian đó chị sẽ ở nhà cố gắng năn nỉ má giùm cho cô Út. Cô Út thấy chị tính như vậy có được không? Chị ba, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chỉ có chị á là người hiểu được em, ủng hộ tình yêu của em. Chị ba, em sẽ nghe lời chị ráng giúp em nha. Nhất định rồi.
Tại lần này cô Út nói bất tử quá, má chưa kịp chuẩn bị tâm lý đó. Đã vậy còn muốn mượn một số tiền lớn, cho nên má mới tức giận đến độ đó. Chị tin rồi đây á, mỗi ngày chị sẽ năn nỉ, nói vô cho cô Út, thế nào má cũng siêu lòng mà. Dạ, mọi chuyện em trông cậy vô chị đó. Cô Út yên tâm. Má cảm ơn con. Nhờ có sự giúp đỡ của con á, mà mấy ngày nay á, má dễ thở hơn một chút rồi đó. Má làm sao thì làm, má cố gắng lấy lại giấy phép kinh doanh cho con càng sớm càng tốt nha. Má biết rồi. Con, sắc mặt của con không được tốt, con có chuyện gì lo buồn hả? Từ ngày con Diệu nó dắt cái bụng bầu về nhà, có ngày nào mà con không lo không buồn đâu. Rồi tự nhiên nó đẻ ra một thằng con trai giống anh hai y như đúc vậy, con rộng muốn thúi ruột. Đến hôm nay thì... Sao vậy? Lại có chuyện gì nữa? Bây giờ má chồng của con biểu con chở bà chạy đi coi ngài, chính thức nhận con Diệu làm con dâu trong nhà. Con chỉ sợ rồi đây á, bà sẽ giao bớt quyền quản lý cho nó. Nè con ơi, má nghĩ ra cách này rồi. Mình sẽ đút lót cho ông thầy Bảy, để ông nói tuổi con Diệu không hợp với gia đình đó. Con, má thấy cách này được đó con. Má ơi, không có được đâu. Ông thầy Bảy đó, ông có họ hàng xa với má chồng của con. Má nghĩ coi, má dám mở miệng ra đề nghị chuyện đó không? Má quên. Con, chưa thấy gì hết hả? Con hết hy vọng rồi má ơi. Không được nói bậy bạ. Thì má nghĩ đi, trước đây thì còn có hy vọng, còn bây giờ thì... Con nói vậy là sao? Bộ vợ chồng con... Chồng của con ngày nào cũng uống rượu hết, riết rồi con thấy chán. Con nằm kế bên á, mà không có chút cảm giác nào hết, vậy thì làm sao mà có con được? Với lại bây giờ á, suốt ngày á, ông đi uống rượu hoài à, nhiều khi cả tháng trời á, tụi con mới... Trời đất, vợ chồng trẻ sao để rơi vô tình trạng này? Con cũng hết cách rồi. Má thấy làm sao rồi má? Đỡ nhất không? Đỡ con, đỡ nhiều lắm. Dạ. Nè con. Dạ. Sao thằng Lộc nó bú hộp sữa lâu hết quá vậy? Con có mua loại sữa tốt nhất mà má nói với con không? Dạ, đó là loại tốt nhất rồi đó má. Con nhỏ bạn của con ở trên thị xã cũng cho con của nó uống loại đó. Trời đất ơi, thằng nhỏ uống na uống nần, thấy cưng lắm. Vậy hả? Sao má thấy thằng Lộc nó cứ roi roi vậy? Nó không có uống. Dạ thì nhiều khi chị hai á không có ép nó bú, mà con nít mà, phải ép nó thì nó mới bú nhiều. Mà cái con Diệu này nó cũng thiệt tình á. Con nó bú ít vậy chứ khi nào mà thấy nó lo lắng gì hết. Thôi, con cũng mỏi tay rồi đó, ngưng đi con. Dạ, dạ má cẩn thận nha má. Rồi, được dạ. Rồi. Ây à, ở Mỹ à? Dạ. Con nhắm coi con Loan nó có cắt đứt được với thằng đó không vậy? Dạ, thì cô Út đã hứa với má rồi mà. Má sợ nó chỉ hứa càng hứa đại á, để má cho nó đi học tiếp á. Bởi vậy bắt đầu từ hôm nay á, má sẽ siết chặt tiền bạc, không cho nó nhiều tiền nữa, để cái thằng đào mỏ đó đó nó không còn gì để đào nữa thì nó sẽ buông con nhỏ ra. Nhưng nếu cô Út không dứt được thì sao hả má? Nó không cắt đứt được với thằng đó đó hả, thì má tống cổ nó ra khỏi nhà, không cho một xu dính túi, cắt luôn cái phần thừa kế của nó. Má thà mất một đứa con chứ má không có để cái kẻ đào mỏ nó lọt vô trong gia đình mình đâu. Nếu đúng vậy thì mình có thể loại được cô Út ra khỏi phần thừa kế rồi. Hay lắm. Cũng vì cái chuyện của con Loan mà má mấy ngày nay mất ăn mất ngủ. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là nó ra trường.
Bây giờ không lẽ mình bắt nó bỏ học? Chứ nói thiệt con, cái gan của má đó, má muốn làm như vậy đó. Má ơi, má giữ gìn sức khỏe đi. Chắc là vì má giận cho nên má nói như vậy thôi. Chứ má nghĩ lại coi, má đã tốn biết bao nhiêu tiền của nuôi cô Út ăn học. Bây giờ sắp lấy được tấm bằng á, lẽ nào lại bỏ hả má? Thì đó, đó, cũng vì tiếc công lao của cải suốt mấy năm trời đó, nên má mới dằn lòng để cho nó trở lên Sài Gòn học á. Chết rồi. Má, để con xuống bếp pha cho má một ly mật ong nha. Cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều nha má. Ừ nè con, nè. Thôi mẹ thương. Thương nghe. Nè con, nè. Ngoan đi nè. Mẹ thương nè. Ngoan quá. Mẹ thương nha. Bé ngoan quá. Bé của mẹ ngoan quá. Má. Hả? Má, chị hai cho thằng Lộc bú sữa mẹ đó. Nó dám làm vậy hả? Dạ, trên mắt con thấy mà. Trời ơi, trời ơi, cái cú ông này. Tao đã nói rồi, sao không chịu nghe vậy? Thằng nhỏ có bề nào á, liệu bây có đền được cho cái nhà này không? Quý báo gì ba cái giọt sữa mà cứ cán thằng nhỏ ra để cho bú à? Hèn gì thằng nhỏ càng ngày càng ốm đi à. Tại vì mấy ngày sau khi sanh, dịu nhiều sữa quá nên là mới cho bú, không mà bỏ phí. Tao mà không đẻ cần. Được một người thì đẻ được nhiều người, chứ đâu có tao gì đâu. Tao không cần. Cháu nội của tao phải được nuôi bằng sữa tốt nhất. Con biết rồi, con xin lỗi má. Thằng Lộc nó là con của bay. Tao đâu có chia rẽ mẹ con bay. Tao chỉ muốn tốt cho nó thôi. Bay nhìn lại đi, người thì gầy ốm, sữa thì có được bao nhiêu chất bổ. Dứt đi, dứt sữa cho thằng nhỏ. Có như vậy á, bay mới có da có thịt. Dạ, con xin lỗi má. Từ bây giờ con xin hứa là con sẽ dứt hẳn sữa mẹ. Con sẽ không cho thằng Lộc nó bú sữa của con nữa. Nhưng mà con thấy á, là má thấy thằng Lộc nó bú sữa của cổ nó khỏe mạnh không? Con cũng muốn cái sữa tốt nhất của má. Ừ, nè. Em, con có bệnh tật gì đâu. Tao nói với nó. Tao lo là lo cho hai má con. Dứt sữa thằng nhỏ rồi ráng ăn uống bồi bổ vô, vậy đó mới đủ sức mà nuôi con chứ. Dạ, dạ, con biết rồi. Thôi đi vô trong với thằng nhỏ đi. Dạ. Dạ. Trời ơi con ơi, con là con của ai mà giỏi vậy ta? Con cứu mẹ con rồi đó. Diệu ơi Diệu. Diệu ơi, anh vui quá Diệu ơi. Thấy em bị la, mạnh vui hả? Đúng rồi, đúng rồi. Không phải, ý anh không phải vậy. Ý anh là đúng vậy rồi. Không phải, ý anh là đúng rồi. Anh thấy đúng là sao? Má là em, nhưng mà anh thấy được tình thương của má dành cho em. Anh nói không có sai. Đúng là gần đây em cảm nhận được má không còn gay gắt với em như trước nữa. Anh nói có sai đâu. Tính tình của em như vậy, thế nào mà má không thương, đúng không? Được ở bên anh với con là em hạnh phúc nhất. Chỉ cần má không bắt chúng ta xa nhau thì dù có cực khổ cỡ nào em cũng chịu được hết á. Không có đâu. Rồi đây á, má coi em á cũng như con cái trong nhà này à. Tính tình má anh biết mà. Tuy là nhiều lúc má anh không hiểu ý anh, không có nghe lời anh, nhưng mà má anh không có ác độc đâu. Thiệt á, vài bữa nữa là má thương em cho coi. Thương anh là thương em luôn, thương bé Lộc luôn. Ý, anh vui quá. Bà vui quá Lộc ơi. Bà đang sau lưng con là Lộc ơi. Quay bà vui quá. Lộc ơi. Đố con bà đang ở đâu? Lộc ơi.
Đâu, đâu còn má đâu, má đâu, má đâu. Ý, ủ à. Trời, giờ này cũng chưa về nữa là sao ta? Không biết đi chết ở đâu nữa. Ủa, thằng Đạt giờ này nó chưa về hả con? Dạ, chưa có về nữa má. Thằng thiệt, riết rồi má nói nó cũng không nghe nữa. Thôi con làm vợ nó, con phải ráng ngon ngọt nói với nó, biết không? Dạ. Với cái điều cần nhất á là con phải sanh con cho nó. Nè Mỹ, đàn ông nào mà không cần có con cái, con biết không? Không có con á, về tới nhà nó buồn lắm. Dạ, con biết mà má. Thôi thì bây giờ để con đổi sang uống thuốc ông thầy khác nha má. Thấy ông này hay lắm á, ông đảm bảo với con á là uống 2 tháng thôi là có kết quả liền à. Vậy hả? Dạ. Ôi trời ơi, phước chủ may thầy con. Con ráng uống đi, biết đâu. Dạ. Được, nghe không? Thôi đi ngủ đi, má đi tụng kinh. Bà má bà ngày càng có tình cảm với con Diệu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng mình càng ngày càng nhợt nhạt. Làm sao ta? Làm sao mình để có con trai đây? Khi nào mà mình có con trai á, thì mình mới có hy vọng nắm hết gia tài này. Tụi mày nói tao nghe coi, tại sao tao lại xui như vậy chứ? Chơi từ trưa tới giờ toàn là thua không, không có thắng được ván nào là sao đây? Xong có khúc người có lúc mày ơi. Hôm trước mày thắng người ta thì hôm nay người ta thắng lại mày. Mày thắc mắc làm gì? Ê, hey, dạo này á, bộ con vợ nó chán mày rồi hả? Sao tao không thấy nó đi kiếm mày nữa? Tao cấm. Đàn ông là có việc của đàn ông. Đàn bà là việc đàn bà. Việc đàn bà là ở trong bếp đó. Mày xạo vừa thôi. Mai á, tao mét bà là mày chết luôn á. Thôi uống đi. Ờ uống đi. Nè, mà khoan đã, tao có chuyện này nè. Gì? Tụi bay làm ăn với tao một chuyến được không? Làm gì? Tao đang kẹt tiền quá. Ờ thì đi lại nhà máy anh hay tao ăn cắp luôn. Thôi, tao ngán thằng anh mày lắm rồi. Nó mà tống được á, nó dặn gãy cổ tụi tao á. Mày yên tâm đi, từ ngày ông có thằng con á, tối nào ông cũng về nhà ngủ hết. Ông mê con ông lắm. Ông không có rời được đâu. Vậy còn nhà máy ai giữ? Thì cái đó tụi mày khỏi cần lo. Tao nói được là được mà. Nè, mà lỡ đổ bể á là tụi tao không có chịu trách nhiệm đâu nha. Cái thằng này chưa chi nói chuyện xui xẻo cái miệng mày á. Bây giờ tao hỏi một lần nữa nè, hai tụi mày có đi không? Được, được, đi thì đi, đi. Rồi, vậy uống hết ly này rồi đi nha. Uống hết chai rồi đi. Trời, uống hết cái này mày xỉn rồi sao đi được nữa. Thôi, vậy ba thằng uống đi. Mày rót đầy vô đi, tao với mày cơ. Thôi, uống, uống hết rồi. Ly này được rồi. Tính tiền đi chị ơi. Vô mày. Dạ. Rồi, vô.
Giờ này chưa về, không biết đi đâu nữa. Anh nói thiệt. Không biết anh ta có vợ con gì chưa? Người đàn bà nào mà làm vợ anh ta chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Đúng. Đúng rồi. Một người đàn ông lực lưỡng chắc chắn là sẽ giúp mình đạt được mong ước. Mình sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Sẽ không bỏ qua đâu. Đúng rồi. Không thể để tình trạng này xảy ra được nữa. Hai anh em bây á, bây giờ phải thay phiên nhau chăm sóc nhà máy. Không thể tin tưởng người ngoài được. Tại sao mất mấy dạ lúa một cách kỳ lạ như vậy? Con cũng thấy lạ. Nếu là ăn trộm thì sao cửa đẻo còn nguyên? Hay là hôm qua mấy người đi xây lúa cố tình để lộ mà anh không để ý? Không thể nào. Sao lại không thể chứ? Nè, dạo này tôi thấy anh làm việc ở nhà máy mà tâm trí anh để hết ở nhà rồi. Không. Thôi, bây giờ hai anh em con á phải lo điều tra dò hỏi coi mấy cái dạ lúa nó chạy ở cái ngã nào. Nghe chưa? Thiệt tình, giao cho đứa nào làm cũng không xong hết á. Cái gì đây? Lại muốn kiếm chuyện với anh nữa hả? Tôi hỏi anh, tối hôm qua anh đi đâu? Anh đi đâu mà khuya lắc khuya lơ anh mới mò về tới nhà? Anh đi với con nào? Nói. Con nào ở xứ này mà dám đi với anh nữa chứ? Bây giờ anh mà ra đường chỉ cần nhìn tới cô nào, cô đó chạy mất dép rồi. Làm gì chạy mất dép? Thì tôi nói sợ em chứ sao? Nghe đâu em tuyên bố chỉ cần nhìn thấy anh nắm tay với cô nào là em làm lớn chuyện, cho cô đó khỏi lấy chồng luôn, đúng không? Đúng đó. Rồi sao? Thì cái gì mà thì? Bây giờ muốn cái gì? Muốn cua con khác nữa chứ gì? Muốn lấy vợ hai hả? Tôi thách đó, lấy đi. Thì có làm sao đâu. Bởi vậy bây giờ anh mà ra đường con gái thấy anh tụi nó sợ còn hơn là mấy người cùi hủi nữa. Em vừa lòng em chưa? Vậy tối qua anh đi đâu? Khai thiệt nha. Thì anh ngồi chơi nhâm nhi với tụi Lâm, với tụi Hào chứ ai đâu. Mấy dạ lúa đó là do anh lấy đúng không? Trời ơi,
Em nói cái gì vậy? Em nói tầm bậy tầm bạ, má mà nghe được á, má cạo đầu cô em đâu. Anh có thể qua mặt được mọi người, nhưng không thể nào mà qua mặt được tôi đâu. Nè, sao tự nhiên em lại nói chồng mình vậy? Không có chuyện gì gọi là tự nhiên hết á. Nếu mà anh không lấy á, thì làm sao mà anh có tiền sáng nay anh trả sạch hết nợ nần ở quán? Hả? Bây giờ anh muốn cái gì? Tôi nói cho má anh mà biết cái hả là coi như là anh tiêu đời anh đó. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ gì? Bây giờ nhận chưa? Hay là chối nữa? Muốn tôi nói không? Thì anh nhận. Tại anh kẹt quá nên là bậy một vố. Được rồi, đừng tố cáo anh nữa nha. Nè, em thương anh đi, em là vợ anh mà. Nha. Thôi được rồi, em sẽ giữ kín chuyện này. Em cho anh nợ đó. Vậy mới là vợ của anh chứ, đúng không? Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Nhớ anh lắm rồi phải không? Cái gì vậy em trời ơi. Không cần. Thấy ghê. Đúng là con đàn bà. Em đợi chị có lâu không? Dạ không lâu đâu chị. Chị nhờ em mang này lên cho cô Út. Thằng Hiền em chị á, nó câu được mấy con cá lóc ngon lắm. Chị đem đi kho tiêu gửi lên cho cô Út. Cô Út thích món này lắm á. Dạ không có gì đâu. Cái này á mới hái trong vườn ở trong nhà á. Dạ. Chú đem lên luôn giùm chị nha. Đem gửi cho. Chết rồi, có nhiều lắm không? Không sao đâu chị, vô đây mà nhiều cái gì. À quên nữa, cái này chị gom góp được nhiêu đây nè, em đem lên cho cô Út giùm chị nha. Chị gửi cô Út ăn sáng. Chị à, sao chị không giữ lại mà xài? Em thấy ở trên đó loan cung sống đầy đủ lắm mà. Em cứ gửi giùm chị đi, không có sao đâu. Này chỉ là chút tấm lòng của chị thôi. Dạ. Chị cảm ơn nha, em mang lên cho cô Út giùm chị nha. Dạ, có gì mà cảm ơn hả chị. Thôi em đi mạnh giỏi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Lên trển học giỏi nha. Dạ. Anh Bồng. Anh Bồng giỏi thiệt đó. Kể từ khi mà anh về đây chăm bón những cái cây này á, thì khu vườn của nhà tôi á xanh lên hẳn vậy. Cảm ơn mợ ba đã khen. Trời đất ơi, mấy cái trái nhãn này ngon quá à. Mợ ba à. Hả? Để tôi hái cho. Hái giùm tôi nha. Dạ. Đây nè, cái chùm này nè. Dạ. Cảm ơn anh Bồng nha. Chết rồi. Đây nè. Anh Bồng cầm lấy mấy trái nhãn mà ăn đi. Dạ, không cần đâu mợ ba. Mợ ba cứ lấy hết đi. Tôi muốn ăn á, tôi hái mấy cái trái khác. Tôi ăn không có hết chừng này đâu. Anh cầm đi mà. Nè, dạ. Cầm đi. Tôi sẽ còn nhờ giả anh nhiều mà, đừng có ngại nha. Nè Lộc ơi. Nè. Qua nội nè con. Trời ơi, nó càng lớn nó càng giống cha nó con. Con thiệt là khéo đẻ đó Diệu. Có thằng Lộc được má, được cả nhà yêu thương. Con mừng lắm. Con trai của con thiệt là có phước.
Hôm qua mới đi coi thầy rồi. Tháng 9 tới á là mới có ngày tốt hợp với con. Dạ. Má sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ cho má con. Con ráng nuôi dạy thằng Lộc, rồi ráng ăn ở cho thuận hòa. Rồi đây á, má sẽ bù đắp cho con, không để vợ chồng con bị thiệt thòi đâu. Con cảm ơn má. Ừ. Chỉ cần được má thương yêu là con thấy thiệt thòi gì đâu má. Ủa, má. Má đi coi ngày rồi hả? Sao má không biểu con chở má đi? Mà má đi với ai vậy? Má tính kêu con chở đi, nhưng mà hôm qua lúc đó con về bên nhà má con rồi, rồi thấy thằng Đạt nó rảnh, cái má kêu nó chở đi cho lẹ. Dạ. Con, cháu nội cưng. Thằng chồng mình không kể chuyện này cho mình biết. Nó vẫn còn lưu luyến tình xưa mà muốn tốt cho con Diệu nữa mà. Thường quá à. Bù đắp cho nó, không để nó chịu thiệt thòi. Có nghĩa người thiệt thòi sẽ là mình chứ gì. Mình biết ngay mà. Không sanh được cháu nội trai cho bả là mình không còn giá trị gì nữa. Mỹ. Dạ. Má kêu con hả má? Con sao vậy? Dạ không có gì. Là ngày mai á con có đi chợ. Con mua cho chị hai con một hộp thuốc bổ. Nó ốm quá à. Ráng bồi bổ cho nó có sức khỏe để nó lo cho thằng Lộc chứ. Dạ con biết rồi má. Ừ. Dạ con cảm ơn má. Bây giờ bà coi tôi là người ăn kẻ ở trong nhà này rồi, đúng không? Mỗi ngày tôi phải lo cơm nước, hầu hạ cả nhà, hầu hạ luôn má con của nó. Tôi không cam tâm. Không cam tâm đâu. Dạ chào mẫu ba. Ngày này anh có học không? Sao mà anh biết làm giỏi vậy anh Bồng? Dạ tôi chỉ học lắm thôi mợ à. Nhờ trời thương á, cho nên tôi làm gì cũng được hết á. Khéo quá chứ còn gì mà không được. À anh Bồng nè. Dạ. Tôi quên hỏi, chỗ ở của anh như vậy á, có cần thêm cái gì không? Dạ cảm ơn mẫu ba quan tâm. Bà cất cho tôi cái chòi rộng rãi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Tôi không dám đòi hỏi gì thêm đâu. Mà cũng không có thiếu thốn gì hết đó mà ba. Nếu cần gì thì anh cứ nói với tôi một tiếng. Má chồng tôi giao hết quyền hành trong nhà cho tôi rồi. Anh đừng có ngại. Dạ mẫu ba. Thấy anh siêng năng cần mẫn như vậy á, thiệt tình tôi rất là quý anh. Dạ, cảm ơn mợ ba. Ở dưới quê anh Bồng đã có vợ con gì chưa? Dạ, chưa mợ ơi. Nghèo quá, cưới vợ về á, tôi sợ là khổ thêm. Cho nên á, tôi tính đi làm một vài năm nữa, dành được chút chút liếng, rồi sau đó mới về quê cưới vợ. Vậy sao? Dạ. Anh Bồng. Dạ. Tôi thèm ăn nhãn quá à. Khi nào anh Bồng rảnh á, anh Bồng ra sau vườn hái cho tôi vài trái nhãn nha. Vậy hả? Để tôi hái liền cho mợ ba nghe. Để tôi đi, tôi đi với anh. Má tôi đi ăn dỗ rồi, anh không cần phải sợ như vậy đâu. Mợ ba nói là tôi không phải sợ điều gì. Ý tôi nói là anh ngừng làm việc một chút cũng không sao, không cần phải sợ má tôi la đâu. Dạ. Thôi mình đi nghe mợ ba. Mợ đứng đây đợi tôi nha. Trời đất ơi, sao mà ở đây nóng dữ vậy anh Bồng? À,
Dạ. Anh thả xuống đi, anh cứ thả xuống đi. Ê. Ôi trời. À, dạ. Rồi, cảm ơn anh. Ê, dạ, chết rồi anh ơi. Kiến nó mò vào người của tôi rồi. Ủa mà ba, có sao mà ba? Chết rồi, không biết nó ở đâu nữa. Kiến cắn, anh coi sau lưng nè. Đâu có thấy con kiến nào đâu. Bên đây nè, trời ơi, ở ngoài, chết rồi, nó bò đằng trước nè. Ở đây nè. Lâu lắm rồi mới thấy con gái của má cười tươi như vậy đó. Kể má nghe coi, có chuyện gì mà cười tươi như vậy? Cái chuyện này á, con không thể kể cho má nghe được đâu. Đúng rồi, con cái lớn có chồng rồi, đâu có thèm tâm sự với má nữa. Má biết con đâu có cần tới má. Má, sao mà con không cần tới má được chứ? Được má chồng cưng, cần tới người má này làm gì? Má à, má chồng á, muôn đời vẫn là má chồng. Ừ. Không thể nào mà so sánh với má ruột đâu. Con cũng biết điều đó sao? Chỉ cần thêm một năm nữa, con không sanh được cháu nội trai cho bà. Có khi bà bắt con trai của bà ly dị con, rồi cưới con nhỏ khác cho nó. Bộ lúc này quan hệ con với má chồng con không được tốt hả? Không có, má chồng con vẫn tin tưởng con và nghe lời con nữa. Chỉ có điều, nói chung là mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại nếu như mà cái bà già đó không đạt được mục đích. Còn với con Diệu, bà đối đãi thì sao? Quan tâm nhiều hơn, dịu ngọt nhiều hơn, xưng hô má con với nhau rồi. Nè, bây giờ con tính làm sao? Không lẽ con cứ khoanh tay ngồi nhìn, cái địa vị của con á, từ từ sẽ bị thay đổi đó. Con không đời nào đâu má. Ừ. Khó khăn lắm con mới có được địa vị ngày hôm nay. Con nhất định không cho một ai có thể ngồi thay chỗ con đâu. Má đừng có lo, con có cách của con. Mà con có cách gì vậy? Nói cho má thử coi. Mà thôi, nó đã sẽ mất linh. Má cứ yên tâm, con gái của má không dễ dàng đầu hàng đâu. Đúng, đúng đó con. Má tin con. Nam mô đại từ. Ai tới giờ này mà chó sủa dữ vậy cả? Đứa nào lấp ló ngoài này vậy bay? Dạ con. Con là thằng Hiền, em của chị Diệu thưa bác. Thôi vô nhà đi, chứ bay cứ đứng lấp ló con chó nó sủa hoài ta nhức đầu quá. Dạ, tại con sợ. Dạ thưa bác, con mới cắm câu được mấy con cá, tính đem qua cho chị hai con ăn. Nhưng con sợ bác la. Thôi đi ra nhà sau hai chị em nói chuyện đi, bác không có la đâu. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ. Đi theo bác nè con. Nè, đường đó, quẹo vô đi thẳng là tới, là ra nhà sau đó. Dạ. Đó. Tinh tinh. Chơi với cậu nè, chơi với cậu nè. Dễ thương quá à. Út nhớ nó quá trời. Nhớ hai nữa. Ngày nào Út cũng muốn chạy qua đây. Mà sợ má không cho. Má sợ hai bị la. Không có sao đâu. Khi nào mà cưng á, nhớ hai thì cứ qua đây ha. Mai mốt thằng Lộc nó lớn chút nữa, hai sẽ ẵm nó về bên ngoại thăm cậu. Hai nói thiệt hả hai? Về nhà thăm Hiền thiệt hả? Tất nhiên rồi. Tại bây giờ cháu còn nhỏ nên hai sợ ra đường gặp gió má thôi. Út vui quá. Út mà về nói lại với má chuyện này, thế nào má cũng mừng tới nỗi khóc luôn cho coi. Hai, cháu Út ẵm nó chút được không hai? Ý, nè con, đâu có được. Em nó còn nhỏ lắm, con chưa có ẵm được. Nghe dạ. Bà nội Lộc nói đúng á. Cháu còn nhỏ lắm, cưng chưa quen ẵm em. Để khi nào cháu lớn, hai cho cưng ẵm ha. Dạ. Rồi, đưa bà nội ẵm chút xíu coi.
Đây, bà nội kia. Ồ, bà nội cưng ha. Nè, cậu tới thăm con nè. Ha, chào cậu con đi, cười với cậu con đi. Ừ. Tinh tinh. Nè Hiền, con thấy nó giống bà nó không? Y khuôn luôn. Dạ, nó không giống hai con xíu nào hết á. Trời ơi cưng. Lộc ơi, Lộc à, Lộc Lộc à. Rồi, bà nội quạt con, bà nội quạt con. Lộc quen, Lộc quen nè. Kính gửi má, hôm nay con viết thơ này trước là để hỏi thăm sức khỏe của má, sau là con trả lời thư trước của má. Thưa má, con không dám cãi lời má, nhưng thiệt lòng là con rất thương anh ấy. Anh ấy cũng rất thương con. Con xin má thương mà đồng ý cho tụi con đến với nhau. Nếu má đồng ý thì phía gia đình anh ấy sẽ bước tới dạm hỏi. Dạ đi, không đọc gì nữa hết á. Nó còn dám cả gan nói những lời đó với má nữa. Bao nhiêu lần hứa hẹn mà vẫn không dứt bỏ được với thằng đó nữa. Sao má không để con đọc hết coi cô Út còn nói gì nữa không? Má không muốn nghe một lời nào của nó nữa. Mỹ. Dạ. Con viết thơ cho nó giùm má. Dạ, để con vô lấy cây viết rồi má đọc cho con ghi nha. Không cần đâu. Con cứ nói với nó là má không chấp nhận. Nếu nó không cắt đứt với thằng đó đó thì nó đừng có về đây gặp má nữa. Con viết y như vậy cho má. Dạ. Má ơi. Má. Ý trời ơi, con. Trời ơi, đi đâu mà ướt nhẹp vậy? Không chịu nước mưa mà lội ngoài mưa vậy con? Má có biết con chị đi đâu về không? Đi đâu về? Nói má nghe coi. Con mới qua nhà thăm hai với thằng Lộc về má. Dạo này nó biết cười rồi má. Nó cười với con nữa kìa. Trời ơi, con tới đó làm chi vậy con? Má đã dặn con rồi, con tới đó gây phiền phức cho chị hai con. Nhà người ta giàu có, không muốn má con mình đặt chân tới đó đâu con. Không phải đâu má ơi. Con tới đó, bà hai còn mời con vô nhà nói chuyện, rồi còn cười với con nữa. Không có khó như hồi lúc trước đâu. Con nói thiệt sao? Dạ, con nói thiệt mà. Bác với hai nói á là khi nào con với má nhớ thằng Lộc á thì tới thăm. Còn đợi nó lớn xíu nữa chị hai mới ẵm nó về đây được. À, vậy là anh hai con nói thiệt rồi. Hôm bữa nghe nó nói mà má không tin. Cứ tưởng là nó sợ má buồn cho nên nó mới nói như vậy. Thấy chị hai con được má chồng thương yêu, má mừng lắm con à. Vậy là từ nay á, con được qua thăm thằng Lộc thả ga rồi đúng không má? Cái gì mà thả ga? Phải có chừng mực thì mới không gây phiền phức cho người ta chứ. Dạ, con biết rồi. Sẽ không ai phá rối mình đâu. Mở ba. Ừ. Thank you.
Mỹ ơi, Mỹ. Mỹ ơi. Đi đâu vậy trời? Không biết nữa. Má. Cái gì vậy? Trời ơi thằng quỷ. Con Mỹ đâu rồi? Ai mà biết nó ở đâu. Thì chắc nó đâu ở nhà dưới á. Tại sao mày không ở nhà máy phụ anh hai mày mà về đây chi vậy? Con mới gây lộn với ổng. Nữa. Bực quá nên về luôn. Ông giỏi thì ông làm mình đi. Chắc là tại mày bỏ bê công việc nè. Rồi anh hai mày nó la mày rồi mày cãi lại phải không? Má suốt ngày hãy nói tới ổng á là má bên cho ổng à. Hèn gì á, càng ngày ổng càng chèn ép con là đúng rồi. Thằng Phát nó làm cái gì mày mà mày nói nó chèn ép mày? Con á là con người chứ đâu phải là con trâu hay con bò đâu mà làm không biết nghỉ. Mới nằm nghỉ chút xíu à là ổng lậu bầu, ổng la này la nọ, giống như ông già vậy đó, nhức cái lỗ tai à. Vậy chứ hồi nãy tao đương ngủ mày giật ngược tao dậy đó rồi sao? Mà thôi thôi dẹp đi, cái tật làm biết nhớt thay của mày đó, lánh nặng tìm nhẹ. Anh mình hả? Mà tối ngày cứ cành nanh, nanh hẹ với nó. Tao nói thiệt mày, thằng Phát nó hiền ngang, chứ gặp đứa khác nó không có để yên mày đâu. Phải rồi, ổng hiền. Còn tôi thì nhớt thay nữa được chưa? Cái thằng thiệt, mới ngủ hả? Loan ơi, Loan. Loan à, ráng dậy uống thuốc nha. Thái đệ đó đi, chút nữa Loan uống. Không có được, hồi sáng bác sĩ có dặn là phải uống thuốc đúng giờ. Loan ráng ngồi dậy. Nè, Loan uống thuốc nha. Nước nè. Loan cảm ơn Thái nhiều lắm. Không có Thái, chắc giờ này Loan còn nằm bẹp một chỗ. Có gì đâu mà cảm ơn, tụi mình là bạn bè mà. Nhưng mà tiền ở đâu mà hồi sáng này Thái trả tiền khám bệnh cho Loan vậy? Loan yên tâm đi, mấy tháng nay Thái nhận dạy kèm nhiều chỗ lắm, thu nhập cũng được lắm. Loan mừng cho Thái. Tiền đó khi nào Loan có Loan sẽ gửi trả lại nha. Đã nói là không có gì rồi mà, tụi mình là bạn bè với nhau, như đó có đáng gì đâu. Thôi Loan mệt thì nằm nghỉ đi. Thái. Từ bữa Loan bệnh, anh Hiệp, anh không có qua đây hả? Có. Hôm mà Loan mới bệnh á, Thái có gặp anh Hiệp. Anh nói là anh có việc gấp nên anh phải đi liền. Từ bữa đó đến nay rồi. Chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm, cho nên anh Hiệp anh mới phải đi. Anh thương Loan lắm mà, anh không có nỡ bỏ Loan bệnh nằm một mình vậy đâu. Loan không một mình đâu, Loan còn có Thái nữa mà. Kim Mỹ ơi, trời đất, con nhỏ này đi đâu vậy ta? Kim Mỹ ơi, coi có gì dọn cơm anh ăn coi. Kim Mỹ, để tôi dọn cơm cho chú ăn. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Diệu. Chú phải gọi tôi là chị Hai chứ. Thì chị Hai. Chị Hai có thấy con Mỹ đâu không? Không, tôi không thấy. Chú ăn cơm đi.
Khoan đã. Có gì nữa không chú? Tôi tò mò muốn biết á, sống với anh hai tôi, chị có thấy hạnh phúc không? Cảm ơn chú đã quan tâm. Tôi rất hài lòng về chồng của mình. Tôi nghĩ có lẽ là tôi hạnh phúc hơn vợ của chú đó. Hạnh phúc hơn vợ của chú. Mợ. Mợ cái gì chứ? Từ hôm nay á, khi nào mà có hai chúng ta với nhau thôi, anh không cần phải giữ lễ độ như vậy, biết chưa? Anh có thích em không? Có. Anh rất là thích. Em thật là nóng bỏng. Em cũng vậy. Em mê cái thân hình lực lưỡng của anh lắm. Nhưng mà anh lo lắm. Mình làm như vậy á là có tội với bà, có tội với cậu ba. Anh không cần phải đầy đức như vậy. Anh không có tội lỗi gì hết á. Anh thấy chồng em bỏ bé em như vậy đó, anh đâu có màng gì tới em đâu. Suốt ngày cứ bạn bè nhậu nhẹt rồi bài bạc. Em chán ngán lắm. Em tủi thân lắm. Anh phải hiểu cho em chứ. Tội nghiệp cho em quá. Đúng là cậu ba có câu báo trong tay mà cậu ba không biết chữ. Vậy thì bây giờ em đã lấy cái kho báo này đặt vào tay của anh rồi. Cho nên anh phải trân trọng em, yêu thương em hết lòng. Anh sao vậy? Tôi sợ lắm. Lỡ mà ai phát hiện ra chuyện này thì làm sao đi? Anh không phải lo. Má chồng của em suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà, đợi thuở nào bà đặt chân ra đây. Còn những người khác á, cũng không có gì phải lo luôn. Tụi mình chịu khó cẩn thận một chút á, là được thôi mà. Nhưng mà em chỉ sợ lỡ anh bếp xếp với những người trong xóm, tới lúc đó chắc em chết quá. Anh đâu có cùng mà đi bếp xếp. Chuyện này mà đổ bể ra anh cũng chết mà. Vậy cho nên anh và em, cả hai chúng ta đều phải tuyệt đối giữ bí mật, nghe chưa? Ừ, anh biết rồi. Ừ. Má. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì nữa? Bộ trời nắng quá, mày điên hả? Trời ơi, má làm gì vậy? Má có sang con Mỹ đi đâu không vậy? Bộ mày không thấy nơi dưới hả? Không. Vậy rồi chứ ai dọn cơm cho mày ăn? Chị hai. Ủa, đi đâu nữa ta? Thì nó chạy đi đâu đó. Chắc tao ngủ nên nó không có nói. Mà con nhỏ này cũng kỳ nha. Đi bỏ nhà bỏ cửa vậy đó. Có ngày trộm nó vô dọn sạch luôn á. Cái gì đây? Má, con mượn 200 đi, vài bữa con trả cho. Mày làm cái giống gì mà mày mượn tiền? Thua bài nữa phải không? Má lúc nào cũng nghĩ xấu trong con trai cưng của má không à. Con á, tính hùng hạp làm ăn với mấy đứa bạn. Má, cho con mượn đi. Dẹp mày. Ê. Học đâu ra cái thói mà móc túi vậy mày? Tao đâu có ngu. Tao đâu có ngu rồi mà tao bị lừa ha. Má. Không có má tía gì hết trơn. Nói thiệt mày á, nhà có ba đứa con à. Mà tính đi tính lại á, tao nhờ được có mỗi thằng Phát à. Còn mày với con Loan á, toàn là báo tao không à. Má, vậy á, má cho con mượn 100 thôi. Không. 50. Tao nói không nghe. Thì 30 thôi. Trời đất ơi, tao nói không nghe mày dằn dưa một hồi á, đập bắt dịch bây giờ đó. Không. Tao lần cuối cùng, 20. Nè nè nha. Tao nói cho mày biết nha.
tao đâu có buôn bán rồi mày trả giá. Nè, nói luôn cho mày biết, mày lo làm ăn á thì mỗi tháng tao cho tiền tiêu xài, còn cái kiểu mà suốt ngày lông nhông ở ngoài đường đó hả, ăn nhậu say xỉn đó hả, tao cắt hết, không có một xu đâu nha con. Tiền đâu mà trả cho tụi nó đây? Đang thiêu thiêu ngủ, giật ngược giật ngang vậy đó. Mày đó nha mày. Thì thôi, má không cho mượn thì thôi, chứ nó tới nó lui hoài à. Sao, con vui chưa? Dạ, vui lắm má. Ủa mà má ơi, tiền đâu mà má mua vậy? Bữa trước bán đàn vịt, má mua lại bông tai để tính trả cho chị hai con. Nhưng nó nhất định không nhận. Hôm qua nó biểu má bán để mua xe cho con đó. Má ơi, con thương má quá à. Con thương hai nữa.